hàng Must Hair hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Rụng tóc nhiều khiến bạn mất tự tin. Max Hair có thành phần thảo dược giúp ngăn ngừa tóc rụng, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe, suôn mượt và bóng đẹp. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Với Max Hair, tóc có muốn rụng cũng khó. Kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Sống Khỏe Đời Vui được phát sóng vào lúc 17:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, và chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng Max Hair đã đồng hành cùng với chương trình. Kính thưa quý vị, rụng tóc hói đầu đang là một chứng bệnh khá phổ biến với nhiều người và đặc biệt là đang có xu hướng trẻ hóa. Mặc dù bệnh không gây ra những ảnh hưởng đối với sức khỏe nhiều, thế nhưng nó lại gây ra những ảnh hưởng đối với tính thẩm mỹ và làm cho người bệnh cảm thấy là mất tự tin trong giao tiếp và trong cuộc sống hàng ngày. Và dạo gần đây thì mọi người rất là tin dùng những sản phẩm chiết xuất từ thảo dược có quy trình sản xuất rõ ràng, có những công trình nghiên cứu mang đến hiệu quả cao trong việc sử dụng. Và mới đây thì các nhà khoa học Nhật Bản đã nghiên cứu và chiết xuất thành công một loại thảo dược giúp hỗ trợ làm giảm tình trạng rụng tóc và giúp mọc tóc nhanh hơn, cũng đã có mặt tại Việt Nam. Về loại thảo dược đó là gì và nó có công dụng ra sao? Chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng tìm hiểu trong chương trình. Trước hết thì Thanh Phương xin được giới thiệu cùng với quý vị vị chuyên gia sẽ cùng đồng hành với Thanh Phương trong chương trình ngày hôm nay. Đó chính là thạc sĩ bác sĩ Tạ Quốc Hưng đến từ Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Kính chào bác sĩ ạ. Kính chào Thanh Phương. Kính chào quý vị khán giả. Cảm ơn bác sĩ đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ thì xin được mời bác sĩ và quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi câu chuyện tiểu phẩm của chương trình. Và khi chương trình diễn ra, nếu như quý vị có bất kỳ những thắc mắc nào có thể liên hệ cùng với chúng tôi thông qua số điện thoại đường dây nóng, đó là 1-800-1506. Mời quý vị cùng theo dõi. Một tí bông 10 giờ vô nữa. Trời ơi, tuyệt vời. Không ai nghiên cứu được như tôi. Hàng vô nước lung linh của mình trong nắng mới. Chuyện này nha, tóc nhiều rậm rạp luôn. Trời, nấu cái gì mà đem ra sân nấu vậy? Em đang nghiên cứu. Wow. Nấu gì vậy? Hả? Nấu gì vậy? Thuốc thần dược. Thần gì trời? Bông bưởi, lá tre. Bông bưởi. Trời ơi, cái thằng quý. Ây da, cái gì vậy? Thì ra là em là người đi hái bông bưởi của chị đúng không? Thì đúng rồi. Trời ơi, tôi tức ghê, nguyên một cái vườn bưởi của tôi. Tôi tưởng cái quân nào nó phá ai chứ mày hả Út? Chết, 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 Út. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Tụi ơi, mày đứng lại. Cái gì vậy? Đứng lại. Mày đứng lại Út, mày đứng lại. Mày có biết chuyện di chuyển khó khăn không? Hả? Ủa, tôi biết chị di chuyển khó khăn mới chạy chứ đứng lại cho chị quýnh em. Trời ơi, cái thằng đó chị bắt được em. Đó chị bắt được em. Trời ơi, quýnh đã quá. Quýnh đã quá. Cái gì vậy? Báo cho chú coi. Dạ, dạ, dạ. Điều hai quýnh quét sân thì quét gì đó. Quét đâu trên đầu trên cổ người ta vậy? Trời ơi, mệt quá, em đâu có quét đâu. Em quýnh nó. Em quýnh nó. Trời ơi. Bạo ngang rồi chị. Chuyện gì quạo vậy anh hai? Anh hai, đi đâu mới về mà tự nhiên mặt bạo vậy? Nè, từ giờ phút này anh hai cấm hai đứa không có giao du nói chuyện gì với thằng Thanh Tuấn nữa, nghe chưa? Sao vậy? Bực bội vậy. Tuấn dễ thương mà. Sáng sớm ra gặp nó, nó nói chào Bồi Hính. Chào Bồi Hính. Bồi Hính. Bồi Hính là gì? Bồi Hính là gì? Cái anh ta cao vậy mà kêu Bình Hối. Bình Hối. Cười gì vậy hả? Hai đứa cười cái gì? Không có đâu, cười gì đó, không có cười. Thì nó kêu Bình Hối thì Bình Hối đi, rồi Bồi Hính rồi này kia. Nó chọt tới nỗi đau của anh. Mà em nói vậy được hả ba hậu? Anh nói đúng mà, chứ có sai đâu mà anh la người ta. Đúng gì đúng, dù gì cũng phải là tế nhị tí xíu. Nói à, anh Bình được rồi. Để em dặn Tuấn đừng kêu anh là Bình Hối nữa. Kêu là Bình đẹp trai, được chưa? Thôi Bình thôi, nghe Bình đẹp trai mắc thở thêm. Thôi bớt quạo đi. Anh đang khổ đi nè. Khổ gì? Không biết cách nào để trị được cái hối của anh đi nè. Ra ngoài đường á thì người ta kêu á là bí danh Bình Hối, đó cho nên mắc cỡ. Ở nhà thì không dám ra đường á thì bức bối cho nên khó chịu. Đây nè, yên tâm đi, thằng em út của anh nó thương anh lắm nè. Nó thấy anh hối như vậy đó. Vì sao? Cho nên á, nguyên cái vườn bưởi của em cưng như trứng mỏng vậy đó. Nó hái sạch hết lá bưởi luôn, chứ đều muốn nhổ luôn cái cây luôn hả? Út. Dạ. Tại sao em làm vậy? Anh hỏi em tại sao làm vậy?
Anh hỏi anh đi. Anh hỏi anh đi. Tại sao? Anh rụng tóc. Cái tính dễ thương của nó rụng thôi mấy cọng tóc đi trơn. Trời ơi, từ ngày mà anh rụng tóc anh hối đầu tới giờ anh khó khăn lắm. Khó khăn gì? Thì đó, tại vì anh vậy đó, nên cả nhà mình căng thẳng. Bởi vì em mới đi hai bông bưởi về cho anh gội đầu, tóc anh mọc ra lại hết căng. Xin lỗi nha, em có hái hết bông bưởi lá bưởi của nguyên cái shop này, anh hai cũng không có mọc tóc được đâu. Mơ đi. Chị quên em là nhà phát minh vĩ đại của shop này sao? Không những bông bưởi đâu, em bỏ rất là nhiều loại thảo dược nha. Lá tre nè, rồi hà thu ô nè, rồi gao giúp cá nè, bông mười giờ nè, lá đu đủ. Cái gì mà có bông mười giờ, rồi giúp cá, rồi lá tre, rồi tí tô gì trong này? Yên tâm, yên tâm. Giống như nồi nước sông nhở? Thì đó, anh tắm đi. Cái đầu anh từ hối, rồi anh tắm cái nồi nước của nó nấu xong là anh thành bình trọc luôn. Bình trọc luôn. Không dám đâu. Cái đó là thảo dược, nó mọc từ thiên nhiên. Thì cái nào nó tốt nó sẽ làm kích thích mọc tóc, còn nào không tốt nó tự đào thải đi. Nè Út Cao, không có phát minh sáng chế ba cái kiểu đó nghe. Anh không có cho tiền đi học đâu á nghe. Ủa, chứ bây giờ cái tình trạng hối đầu của anh hai mà không cải thiện, rồi anh hai cứ cọc cằn, thô lỗ, không những với tụi em mà còn đối với hàng xóm. Hàng xóm qua mắng vốn tụi em chịu gì nổi. Ủa, bộ dạo này anh cọc cằn dữ dằn lắm hả? Chứ còn gì nữa, làm cái gì cũng không vừa ý hết á. Tụi em làm cái gì anh cũng la tụi em hết. Mấy đứa thông cảm, tại vì anh bị cái này nè, cho nên người anh cũng hơi khó chịu. Thôi được rồi, để em giúp anh. Bây giờ anh nên gặp bác sĩ, chia sẻ bí quyết giúp tóc mọc nhanh cho người bị hối đầu giống như anh nha. Ừ. Dạ thưa bác sĩ, trong tiểu phẩm vừa rồi cũng nhắc đến việc đó là nhiều người khi mà bị rụng tóc, hói đầu thì người ta tìm đến những sản phẩm từ thảo dược, ví dụ như là gội đầu bằng thảo dược nè, hoặc là gội đầu bằng bồ kết, hoặc những cái chỗ bị hói thì người ta xịt vào những cái tinh dầu bưởi. Theo bác sĩ thì những cách thức như thế này nó có mang lại hiệu quả cao hay không ạ? À? Những cách thức mà như Thanh Phương vừa trình bày, nghĩa là mình xịt hoặc là mình bôi những cái sản phẩm từ thảo dược vào trong da đầu, thì những cái phương pháp này có thể giúp cho cái da đầu của mình nó trở nên mềm, nó mượt hơn. Tuy nhiên nếu mà nói về cái mức độ mà giúp cho tóc mọc thì có vẻ như nó sẽ không được ổn lắm. Vì lý do là cái việc mà mọc tóc nó phụ thuộc vào những cái sự phát triển của những cái nang tóc nằm bên trong da đầu. Do đó cái việc điều trị rụng tóc thì nên điều trị bằng đường bên trong, thì lúc này cái hiệu quả của nó sẽ rõ rệt hơn. Ngoài việc mình sử dụng thuốc tây thì ngoài ra mình có thể mình kết hợp một số loại thảo dược, ví dụ như là cái polyactive phức hợp kẽm L-arginine, hoặc là cái vitamin B5 hoặc là biotin, thì lúc này hiệu quả mọc tóc nó sẽ rõ rệt hơn. Thưa bác sĩ, trong số những hoạt chất ban nãy bác sĩ vừa nhắc đến thì có hoạt chất polyactive dạo gần đây thì được mọi người khá là quan tâm bởi vì những cái tính năng như là giảm tình trạng rụng tóc và giúp cho tóc mọc mà nhanh hơn. Và liệu có một cái công trình nghiên cứu nào đã chứng minh điều đó chưa ạ? Thì mình sẽ nói thêm một số thông tin về cái polyactive. Thì polyactive là một cái chiết xuất từ một cái mầm gạo Nhật Bản có tên là Ojira sativa. Thì polyactive bản chất của nó là một cái loại polyamin. Đối với người Nhật thì cái mầm gạo Ojira sativa có nó chiết xuất ra được nhiều nhất cái thành phần polyamin này. Và trong một nghiên cứu vào năm 2019 của hãng Ojira and Medical, người ta nghiên cứu thấy rằng đối với cái thành phần polyactive nó sẽ giúp cho cái nang tóc mình tăng tốc độ mọc lên tới hơn 60%, và tốc độ của nó được xem như là cái hiệu quả tương đương với lại việc mình sử dụng với một cái sản phẩm là minoxidil. Thì cái minoxidil xịt lên da đầu là gần như là một cái tiêu chuẩn trong vấn đề điều trị rụng tóc và hói đầu. Thì cái polyamin nó được cái thư viện quốc gia Hoa Kỳ ha, là PubMed á, là liệt kê ra những cái thành phần của nó rất là tốt trong cái vấn đề điều trị hỗ trợ trong những cái mỹ phẩm, cũng như cái những cái chất chống oxy hóa của nó được chứng minh ra rất là tốt. Ngoài ra thì Ojira sativa nó cũng như là một cái nguyên liệu để mà điều chế ra sử dụng trong khá là nhiều mỹ phẩm khác nhau trên thị trường của Nhật Bản. Vậy thưa bác sĩ, chúng ta sử dụng hoạt chất polyactive như thế nào để có thể mang lại hiệu quả? Có lẽ đây là điều mà rất nhiều người quan tâm ạ. Polyactive khi người ta được sử dụng trong cái mục đích là để hỗ trợ cho cái việc nang tóc nó tăng tốc độ mọc, thì người ta sẽ thường kết hợp với một số cái yếu tố vi lượng khác, ví dụ như kẽm, L-arginine, cũng như một số cái vitamin như vitamin B5 hoặc là cái biotin cao hà thủ ô. Thì mục đích cái việc kết hợp này nó sẽ giúp cho cái việc nang tóc nó mọc ra những cái sợi tóc vừa chắc khỏe, cũng như là nó sẽ là những cái sợi tóc đen, bóng mượt. Ngoài ra thì cái việc khi mình sử dụng những cái viên uống, những cái sản phẩm này thì mình cần phải có cái lưu ý rằng là cái thời gian khi mình dùng thuốc nó rất là quan trọng.
Bởi vì khi một cái nang tóc nó được kích thích nuôi dưỡng, nó mọc ra những cái sợi tóc mà đảm bảo sự chắc khỏe của nó, thì thời gian trung bình cần phải là 3 tháng. Do đó cái thời gian dùng thuốc mình cần phải kiên trì sử dụng từ 2 tới 4 tháng, hạn chế sử dụng ngắn hơn. Ví dụ như một số trường hợp người ta sử dụng quá ngắn, trong một cái thời gian ví dụ như vài ngày người ta đã ngưng, thì lúc này mình vừa lãng phí cái số tiền mà mình vừa và mất thời gian. Khi người ta phối hợp cái sản phẩm Polyactive với lại cái phức hợp kẽm và L-arginine, thì người ta thấy rằng cái kẽm và L-arginine nó có tác dụng là điều hòa, giảm bớt cái lượng dihydrotestosterone bên trong cơ thể. Cái lượng dihydrotestosterone này nó rất là quan trọng, bởi vì nó sẽ có tác động lên trên cái nang tóc của mình và nó làm tăng tiết bã nhờn nang tóc, cũng như làm giảm thiểu cái nang tóc và nó làm cho cái nang tóc trở nên teo đét đi, và nó sẽ gây ra cái hiện tượng rụng tóc. Và cái điều này nó thường hay xảy ra ở những người nam giới mà họ có cái tính di truyền, ngay trong gia đình họ có hiện tượng là hói đầu, cũng như là những người phụ nữ mà bước vào giai đoạn gọi là tiền mãn kinh hoặc là mãn kinh, thì lúc này cái lượng hormone bên trong cơ thể nó sẽ bị rối loạn, cái tỷ lệ của cái dihydrotestosterone trong cơ thể nó sẽ được tăng lên. Khi mà cái hormone dihydrotestosterone nó đã được gọi là điều hòa, ức chế, đã được giảm bớt đi, thì lúc này cái nang tóc mình nó sẽ được phục hồi, nó sẽ tăng cái khả năng phát triển của nó lên. Và khi kết hợp thêm với cái chất Polyactive như hồi nãy mình đã nói, thì lúc này cái tốc độ mọc tóc nó sẽ được tăng lên khoảng 60% so với bình thường, và cũng như là sức khỏe cũng như là cái chất lượng sợi tóc nó sẽ được gọi là tăng cường hơn. Khi mình sử dụng cái thực phẩm Polyactive, những cái thảo dược này bằng đường uống, thì nó sẽ làm giảm cái khả năng là tác dụng phụ và nó làm tăng cái tính an toàn mình sử dụng lên. Vậy thưa bác sĩ, với những hoạt chất mà bác sĩ vừa mới chia sẻ, nó có tác dụng là giảm rụng tóc và kích thích giúp cho tóc và nhanh mọc tóc hơn. Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn, đó là chúng ta sẽ sử dụng trong bao lâu thì sẽ mang lại hiệu quả, và cụ thể đó là liệu trình như thế nào ạ? Khi mình sử dụng những cái liệu trình mà giúp mọc tóc, thì cái thời gian mình cần phải đảm bảo nó đủ dài để cho cái nang tóc mình nó mọc ra một cái sợi tóc, và cái sợi tóc đó nó đủ khỏe mạnh để nó tồn tại, thì cái thời gian trung bình nó sẽ phải là kéo dài tầm 3 tới 4 tháng để cho cái thời gian mọc tóc từ một cái nang tóc nó sẽ là 3 tháng, và mình phải dài hơn cái thời gian đó. Khi mình sử dụng bất kỳ một cái loại thuốc mọc tóc nào cũng như là cái Polyactive, thì tùy theo cơ địa mỗi người mà lúc này cái thời gian đáp ứng của nó sẽ khác nhau. Có người nếu như đáp ứng tốt thì chỉ trong vòng vài tuần, nhưng một số người thì phải là trung bình khoảng tầm 1 tháng, thì lúc này cái hiệu quả mình mới có thể thấy được. Rụng tóc nhiều khiến bạn mất tự tin. Mắc xe có thành phần thảo dược giúp ngăn ngừa tóc rụng, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe, suôn mượt và bóng đẹp. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Với Mắc xe, tóc có muốn rụng cũng khó. Xin được cảm ơn phần tư vấn của bác sĩ. Và thưa quý vị, với chủ đề ngày hôm nay thì chúng tôi nhận được khá nhiều những câu hỏi của quý vị khán giả gọi về qua đường dây nóng của chương trình. Và chúng tôi xin được kết nối với vị khán giả đầu tiên, đó chính là anh Công Thành, 50 tuổi, hiện tại đang sinh sống tại Trà Vinh. Xin chào bác sĩ, da đầu tôi bị dầu rất nhiều, tóc thưa và lộ rõ chân đầu. Mỗi lần vuốt tóc, tóc tôi rụng khá nhiều, da đầu của tôi rất nhạy cảm. Tôi không dùng được một loại dầu gội nào quá 3 tháng, chỉ gội 1 đến 2 tuần là da đầu tôi nổi ngứa, dầu nhiều hơn và tóc cũng rụng nhiều hơn. Tôi phải làm thế nào để cải thiện tình trạng tóc rụng ạ? Và tôi có thể sử dụng sản phẩm chiết xuất từ mầm gạo như bác sĩ vừa chia sẻ không? Xin cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn câu hỏi của vị khán giả vừa rồi, xin mời phần tư vấn của bác sĩ. Thì theo như cái tình huống mà anh vừa chia sẻ, tình huống của anh nó có hai cái vấn đề xảy ra. Vấn đề thứ nhất là cái độ tuổi của anh là 50 tuổi, và cũng như là khi mình vuốt tóc mình thấy cái tóc mình nó rụng khá là nhiều, và cũng như là cái yếu tố thứ ba là mình thấy rõ cái da đầu của mình. Ba yếu tố này nó có thể nó nói là mình đã bước vô cái giai đoạn cái hormone nó đã bị rối loạn, và lúc này cái hiện tượng hói đầu nó đã bắt đầu nó xảy ra. Cái vấn đề thứ hai mà mình sẽ chia sẻ tiếp đó chính là cái việc mình sử dụng bất kỳ một cái sản phẩm nào thì cái da đầu mình nó cũng có cái hiện tượng là ngứa rát cũng như là nó tróc vảy. Thì đây cũng là một cái hiện tượng gọi là liên quan đến tình trạng là viêm những cái tuyến bã nhờn bên dưới da đầu. Thì đối với hai cái phương pháp này thì mình cần lưu ý là thứ nhất là đối với cái lối sống của mình sẽ hạn chế bớt những cái thức ăn mà nó giàu cái dầu mỡ, hoặc là nó giàu những cái sữa và những cái thực phẩm làm từ sữa. Những cái thực phẩm này nó sẽ làm cho cái tuyến bã nhờn mình nó tăng tiết ra nhiều hơn. Yếu tố thứ hai là mình sẽ phải làm giảm luôn cả những cái vị, những cái thức ăn mà nó có cái vị quá ngọt. Thì hai yếu tố này nó sẽ làm cho cái tình trạng rụng tóc nó sẽ xảy ra thường xuyên hơn. Yếu tố thứ ba nữa là mình có thể mình đến và thăm khám tại một số cái cơ sở có chuyên khoa da liễu, thì lúc này mình sẽ được thăm khám một cách giống như mình điều trị một cách rõ ràng hơn về những cái tình trạng viêm nhiễm da đầu như thế mình đã trình bày.
Thì trong trường hợp của anh thì mình có thể sử dụng thêm kết hợp với một số cái sản phẩm nó có cái thành phần là polyactive cũng như là những cái thành phần yếu tố vi lượng như là kẽm hoặc là L-arginine như này anh đã nói, thì nó sẽ giúp cho mình cân bằng được cái hormone là dihydrotestosterone, là một những cái nguyên nhân gây ra cái tình trạng rụng tóc hói đầu. Ngoài ra nó cũng giúp cho trên da đầu mình nó tăng cái tốc độ mọc nhanh hơn, và lúc này cái hiệu quả nó sẽ thấy rõ rệt hơn khi mình tiến hành mình điều trị kết hợp với những cái phương pháp khác. Xin được cảm ơn phần tư vấn của bác sĩ và xin được phép kết nối thêm với một vị khán giả nữa ạ. Xin được kết nối với lại cô Thị Mai, 45 tuổi, tại Cà Mau. Thưa bác sĩ, tôi hiện đang dùng sản phẩm chiết xuất từ mầm gạo và thấy tình trạng rụng tóc đã cải thiện. Vậy tôi có nên tiếp tục sử dụng không ạ? Và xin hỏi bác sĩ chia sẻ cho tôi cách phòng ngừa được tình trạng rụng tóc. Xin cảm ơn bác sĩ ạ. Cảm ơn câu hỏi của vị khán giả vừa rồi. Xin mời phần tư vấn của bác sĩ ạ. Như chị đã nói, thì khi mình đã sử dụng cái chiết xuất từ mầm gạo Nhật Bản, bước đầu mình đã thấy là cái hiệu quả của nó bắt đầu nó đã thấy, như là cái những cái sợi tóc con trên da đầu mình có thể mình nó đã bắt đầu xuất hiện rồi. Thì mình cần lưu ý rằng là đôi khi theo như cơ địa những người đáp ứng tốt thì chỉ trong vòng vài tuần đến tháng đầu tiên mình đã thấy được là cái hiệu quả của nó. Tuy nhiên cái thời gian cần thiết để nuôi dưỡng cái da đầu cũng như là cái nang tóc của mình thì nó cần phải kéo dài hơn ít nhất là 3 tháng. Do đó cái thời gian sử dụng của mình nên kéo dài trong khoảng thời gian đó, nó sẽ tốt hơn. Thì cần lưu ý rằng trong thời gian đầu á, mình cần sử dụng cái liều là khoảng 4 viên trong một ngày. Tuy nhiên sau đó một thời gian, nếu như mình vẫn tiếp tục mình muốn là mình dưỡng cho cái nang tóc mình nó khỏe hơn, mình có thể mình duy trì bằng cái liều thấp hơn, đó là 2 viên một ngày. Cảm ơn bác sĩ với phần tư vấn vừa rồi, và tin rằng khi được lắng nghe những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ thì các nhân vật của chúng ta sẽ biết cách giải quyết tình huống ra sao. Mời quý vị cùng tiếp tục quay trở lại với câu chuyện tiểu phẩm nhé. Trời ơi, hay không? Nghe bác sĩ nói chuyện xong bây giờ anh mới hiểu ở tuổi như anh đi nè. Bị hói đầu á là do suy giảm testosterone. Sự suy giảm này á làm cho hóc môn DHT tăng, từ đó làm cho chân tóc nó yếu, rụng tóc nhiều. Để cải thiện tình trạng hói đầu của anh, bác sĩ nói rồi là chỉ cần giảm DHT thôi. Đúng rồi. Mà DHT là cái gì vậy? Trời ơi, hỏi đúng chuyên gia rồi. Anh biết testosterone không? Hormone nam đó tăng cường sinh lực phái mạnh, cho nên là mình sẽ cường tráng mạnh khỏe. Khi mà anh lớn tuổi đó thì testosterone của anh sẽ giảm. Khi mà testosterone giảm thì dihydrotestosterone, tức là DHT, sẽ tăng lên, làm cho tóc anh dễ bị rụng, dễ hói đầu đó. Đúng rồi đó. Hiện nay em thấy nhiều người sử dụng loại thảo dược mới từ Nhật Bản giúp tóc mọc nhanh mọc khỏe đó anh. Hiện nay thị trường nó sản phẩm nó trôi nổi nhiều quá, biết cái nào giả cái nào thiệt. Đây có liền đây nè. Hồi nãy về thấy thằng Út nó hái bông bưởi em tức quá cho nên em quên khoe với anh. Em mới mua đó. Đây nè, đây là viên uống mọc tóc dành cho cả nam và nữ, chứa polyactive chiết xuất từ mầm gạo Nhật Bản với nhiều dưỡng chất giúp tóc mọc chắc khỏe. Anh biết không, em nghe cô bán hàng tư vấn á, là sản phẩm này đã có mặt 10 năm trên thị trường rồi đó. Vậy hả? Sản phẩm rất là hiệu quả nha, mà còn cam kết là sẽ hoàn tiền 100% nếu mà mình uống sau 3 tháng tóc không mọc. Ủa em, sử dụng liều lượng như thế nào để đạt hiệu quả? Dễ lắm. Mình sử dụng 4 viên một ngày, chia làm 2 lần và uống sau bữa ăn. Phải sử dụng liên tục trong vòng 3 tháng nha anh. Sau đó, mình sẽ duy trì bằng cách một ngày uống 2 viên, chia làm 2 lần sau bữa ăn. Là bảo đảm tóc anh sẽ mọc đẹp, mọc khỏe một giây cho mà coi. Anh hai, hồi nãy anh nói vụ mà trôi nổi trên thị trường á, anh sợ hàng giả nè. Đây nó có tem chống hàng giả nè. Ủa, sản phẩm này ở đâu em có vậy? Em thấy con Mai trên chợ á, nó xài cái gì đó mà không biết, tóc nó mọc quá trời luôn. Ngày xưa tóc nó cũng thưa, cũng mỏng dính giống như em nè. Các em hỏi nó mới chia sẻ bí quyết cho em đó. Em mua liền, em về em khoe anh liền. Em sẽ tặng anh luôn. Uống đi. Thương anh hai quá. Vậy là bây giờ vui vẻ rồi ha? Vui rồi. Hết căng rồi, hết quạo đúng không? Em có một phong bình mới. Nữa gì nữa? Em nấu một nồi xăm đại bổ cho anh hai, bồi dưỡng để tóc hai mướt rượt luôn, được không? Xăm gì? Canh ngải cứu bông bưởi lá riền. Thôi khỏi. Lời khuyên của bác sĩ: tránh căng thẳng, stress, hạn chế thức khuya, ăn uống đủ chất, bổ sung protein có trong thịt, trứng, sữa, các loại thực phẩm có nhiều chất béo omega 3 như cá thu, hàu, v.v. Gội đầu bằng các loại thảo dược, hạn chế hóa chất làm tóc.
sử dụng các thảo dược có chứa polyactive, kẽm, L-arginine giúp ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh đen chắc khỏe. Kiên trì sử dụng thảo dược trên từ 3 tháng để giúp tóc khỏe, hạn chế rụng và mọc lại tóc mới ổn định. Nhãn hàng Must Hair hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Quý vị thân mến, mong rằng thông qua chương trình ngày hôm nay thì mọi người chúng ta đã biết cách làm sao và đặc biệt là giải pháp hiệu quả trong việc chúng ta có thể chữa trị được căn bệnh rụng tóc hói đầu bằng những cái loại thảo dược uy tín hiện nay. Và một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn bác sĩ đã đồng hành cùng với chương trình ạ. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng Must Hair đã đồng hành cùng với chương trình. Chương trình Sống Khỏe Đời Vui được phát sóng định kỳ vào lúc 17:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Mời quý vị cùng đón theo dõi. Còn bây giờ xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.